Oke. Giếm thôi, yêu nhau thôi, yêu nhau thôi. Tí nữa sẽ ăn, khổ lắm. Được rồi. Rồi. Dây trắng. Ok, điều thứ hai là đừng nâu. Nó thành nâu nó nghiêm túc thế kia mà. Khoảng 6 cân. Nào, hai thằng có nhìn chịu nhìn vào tivi không? Anh cho hai thằng xuống giờ này. À. Tuyệt vời. Tiếp theo là boy dây vàng. Messi lên ghế, Messi ngồi đi Messi à. Messi để quay con nào. Vàng là thanh niên sẽ về Thanh Hóa với bản chủ đã đặt cách đây khoảng 1 năm. Đây là bồi dưới vào trời.
Nhìn nào. Sign. Xì lên ghế ngồi. Đúng rồi, ngồi đó. Gái và đực, mọi người nhìn cái mặt của chúng nó có một cái sự khác biệt. Nữ tính và nam tính, chứ nó không có giống nhau đâu. Con cái dù mặt nó ngầu như nào, nó nét nó vẫn cứ là khác, nó sẽ không thể thân thương được. Ôi giời, hai con rời nó nặng quá. Ok. Như là một thằng cướp nào xì. Đứa nào ở trong TV kia là gì à? Đây mà, này. Mì xuống dưới. Mì đi xuống. Mì xuống đây. Để cho các em không nên ngựa dế tí. Mì xuống. Mì. Thôi, nó xì ở đây. Quyết không cho các em mượn à? Không. Không bỏ, không được nhảy chết. Yên đây, nó xì xích ra. OK.
Nan nào, Nemo. Ừ, liếm cho nhau đi, liếm cho bặt nó sạch đi. Hmm.